Đây là cơ sở nuôi vỗ béo và giết mổ chó do ông Kiều Việt Hùng làm chủ tại xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, đã có thời gian hoạt động lên tới 7 năm. Mỗi 1 hoặc 2 tháng, có khoảng 50 cá thể chó được chuyển đến cơ sở của ông Hùng. Chúng bị nhốt trong cũi chật hẹp mà không có chăm sóc y tế và nuôi vỗ béo trong vài tuần, thậm chí vài tháng trước khi đem bán lấy thịt. Hoạt động nuôi vỗ béo và giết thịt của cơ sở này không chỉ không đảm bảo phúc lợi động vật mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát bệnh dại. Sau quá trình vận động nâng cao nhận thức, ông Kiều Việt Hùng quyết định đóng cửa cơ sở của mình cho mục đích nhân đạo và ngăn ngừa sự lây lan của bệnh dại trong cộng đồng. Nhưng chó này cũng có nhiều khi là chó thả rông của nhà dân có thể là bị bệnh dại, chó nhà mình nuôi cũng thế. Nên là mình tránh tình trạng là giết nó đi, và cái thứ hai nữa là khi mà giết mổ chẳng may động tay động chân vào chân tay mình xước sát đã gây ra bệnh dại là rất nguy hiểm. Sau khi cơ sở giết mổ đóng cửa, 44 chú chó tại đây đã được đội cứu hộ của tổ chức Human Society International (HSI) bao gồm các thành viên từ Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ di chuyển đến trung tâm cứu hộ động vật tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Tất cả cá thể đều được tiêm phòng và nhận được chăm sóc y tế phục hồi trước khi được cân nhắc nhận nuôi tại địa phương. Đặc biệt đối với lại giết mổ và đặc biệt là những cái chó mà không được quản lý tốt thì cái nguy cơ mà mắc bệnh dại là rất là cao. Thế thì trong quá trình đó thì chúng tôi cũng lồng ghép cái sự truyền thông về bệnh dại để làm sao đấy để phòng trị bệnh. Khi mà em cún được nhận về là chúng tôi bao giờ cũng phải phòng bệnh, phòng 7 bệnh, trong đó có bệnh dại. Và bệnh dại là một trong những cái bệnh mà hiện nay cũng đang bùng phát trở lại và đấy là một cái mối quan tâm đặc biệt. Và chúng tôi cũng đấy thúc đẩy cái hoạt động để làm sao đấy truyền thông rộng hơn để việc phòng tránh cái bệnh dại truyền lây giữa chó và người. HSI đã triển khai chương trình mô hình cho sự thay đổi Models for Change ở Việt Nam vào năm ngoái thông qua việc đóng cửa một lò mổ và nhà hàng thịt chó do một người hàng xóm của ông Hùng sở hữu. Việc đóng cửa này đã truyền cảm hứng cho ông Hùng liên hệ tới Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên để được giúp đỡ trong việc chăm sóc các chú chó của ông. Nếu như vẫn tiếp tục còn hiện tượng giết mổ chó để làm thịt thì vẫn còn tiếp tục nguy cơ gieo rắc virus bệnh dại ra cộng đồng. Vì vậy là thông điệp của HSI rất mong muốn cộng đồng thay đổi, tìm cái nguồn lương thực khác mà an toàn hơn cho sức khỏe của bản thân người tiêu thụ cũng như là cho cộng đồng, thay đổi không dùng thịt chó, mèo cho thức ăn hàng ngày. Việc buôn bán thịt chó từ việc giết mổ khi không biết tình trạng bệnh hoặc tiêm phòng đều là mối đe dọa đến những nỗ lực của nhà chức trách trong kiểm soát sự lây lan của virus dại. Do đó, mỗi người dân cần nâng cao trách nhiệm của bản thân khi sử dụng thịt động vật để sớm chấm dứt bệnh dại trong cộng đồng.